Vâng, kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tốt. Ngày hôm nay lúc này là 6:30 ngày mùng 4 Tết, tức ngày 14 tháng 2. Hình như là bà con vẫn đâu đó chưa ngủ dậy. Đường vẫn vắng lắm. Đấy, đường vẫn vắng lắm. Có thể là những cái ngày qua, 3 ngày Tết vừa qua, bà con đang vất vả, bận ăn Tết quá, mệt quá, bây giờ vẫn đang ngủ nghỉ. Nhưng thực tình mà nói thì những cái ngày ăn Tết như vậy thì cái thời gian mình di chuyển, thời gian mình gặp gỡ, mình tiếp khách, tiếp xúc với nhiều người thì mình cần phải có cái thời gian để mình tập luyện thể dục, để tái tạo lại cái sức lao động, tái tạo lại cái con người của mình, để mình có thể là reset lại bản thân. Nhất là tập thể dục những cái ngày này nó sẽ bớt ì ạch cho cơ thể. Sau những ngày ăn nhiều bánh chưng, ăn nhiều chả lem, ăn nhiều thịt gà, thịt mỡ thì mình cần phải đi tập thể dục. Đấy. Đấy là đôi lời mình nhắn nhủ như vậy thôi, không biết là các cô chú anh chị thì có suy nghĩ thế nào về điều này. Còn với lại riêng Hoàng Phi thì Hoàng Phi nghĩ là như vậy. Đấy. Vẫn không có một ai. Hoàng Phi đã ở đây khoảng 1 phút rồi. À, khoảng 10-15 phút rồi. Không có một ai đâu. Kể cả ở đồng. Ở cánh đồng người ta cũng chưa ra đi làm mấy. Đúng không?